Và như vậy là mỗi báo cáo viên thì chúng ta có 20 phút trình bày, đề nghị các báo cáo viên cố gắng chúng ta đảm bảo cái thời gian để làm sao cái phiên kết thúc cho đúng giờ quy định, để phiên buổi chiều tiếp tục diễn ra theo đúng cái lịch trình. Và xin trân trọng hơn. Vâng, kính thưa tiến sĩ Phạm Văn Thái, chủ tọa đoàn, kính thưa các quý thầy cô và các anh chị đồng nghiệp. Thì hôm nay thì trong cái hội nghị cập nhật các tiến bộ cho trong sinh học phân tử, chẩn đoán và điều trị ung thư phổi, thì em xin chia sẻ một cái bài báo cáo về các cái dấu ấn sinh học hỗ trợ trong chẩn đoán và điều trị cho phổi. Thì bài báo cáo có 3 phần. Mặt nhất là tổng quan về ung thư phổi, phần thứ hai là các đặc điểm của các dấu ấn sinh học trong ung thư phổi, và phần thứ ba là dấu ấn sinh học trong quản lý của ung thư phổi. Thì như chúng ta đã biết thì cái ung thư phổi đã trở thành cái vấn đề sức khỏe toàn cầu, và Việt Nam gánh nặng rất là lớn. Theo thống kê của Global Can 2020 thì có 2,2 triệu ca mới mắc và 1,8 triệu ca tử vong. Và trong cái thống kê này thì 60% ca mới và ca tử vong xảy ra ở châu Á, tức là cái lượng mà chẩn đoán cũng như là tử vong ở những bệnh nhân châu Á đã chiếm tỷ lệ cao so với toàn cầu. Thì trong ung thư phổi thì chia làm hai loại chính là ung thư phổi không tế bào nhỏ và ung thư phổi tế bào nhỏ. Trong nhóm ung thư phổi không tế bào nhỏ thì cái tỷ lệ phần trăm chiếm khoảng từ 10 đến 15%, và trong cái nhóm bệnh này là một cái nhóm bệnh có tiên lượng nó xấu hơn trong so với ung thư phổi không tế bào nhỏ. Và như trong ung thư phổi tế bào nhỏ thì 74% là bệnh nhân được chẩn đoán thì ở thời điểm chẩn đoán thì đã ở giai đoạn di căn, và cái thời gian sống thêm, tỷ lệ sống thêm 5 năm nó chỉ còn 3%. Còn đối với nhóm bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ thì cái tỷ lệ chẩn đoán ở giai đoạn di căn tại thời điểm chẩn đoán cũng thấp hơn, và cái tỷ lệ sống 5 năm cũng dao động từ 5 đến 7%. Thì trong ung thư phổi không tế bào nhỏ thì có chia làm hai nhóm chính, đấy là ung thư phổi loại biểu mô vẩy và loại biểu mô không tế bào vẩy. Thế thì trong cái biểu mô vẩy này thì trong nhóm bệnh nhân ung thư biểu mô vẩy thì chủ yếu là các cái khối u về lâm sàng phát hiện ở trung tâm, và trong cái nhóm này thì chiếm khoảng 20 đến 30% là ung thư biểu mô vẩy. Và các cái hầu hết các trường hợp này thì nó liên quan đến cái tiền căn hút thuốc lá của bệnh nhân. Và một nhóm thứ hai chiếm tỷ lệ lớn hơn, đấy là ung thư biểu mô không vẩy. Không vẩy thì bao gồm các loại chính như là ung thư biểu mô tuyến, ung thư biểu mô tế bào lớn. Thì các cái phân nhóm mô bệnh học này thì đa số các biểu hiện các khối u nó ở ngoại vi, và thông thường thì nó sẽ tiến triển nhanh. Và một cái tiên lượng rất là xấu, đấy là gì? Đấy là hầu hết các bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ thì được phát hiện ở giai đoạn di căn. Như slide trước em vừa trình bày, đối với ung thư biểu mô vậy ung thư biểu mô tế bào nhỏ thì cái tỷ lệ phát hiện ở giai đoạn di căn chiếm đến 74%, còn đối với ung thư không tế bào nhỏ dao động từ 50 đến 65%. Thế thì hầu hết các cái bệnh nhân được chẩn đoán ở giai đoạn muộn, đặc biệt là những cái nước kém phát triển, trong đó thì tỷ lệ phát hiện ung thư ở giai đoạn muộn ở Việt Nam cũng rất là cao. Thì các cái cơ quan mà ung thư phổi hay di căn bao gồm có phổi, di căn não, di căn thần kinh trung ương, di căn gan, tuyến thượng thận và di căn xương. Và tùy vì cái tiên lượng và thời điểm phát hiện nó giai đoạn muộn bệnh, khi phát hiện nó muộn như vậy nên cái tiên lượng sống thêm 5 năm ở ung thư phổi không tế bào nhỏ đã rất là thấp. Tuy nhiên thì cùng cùng với cái sự tiến bộ của chẩn đoán cũng như các phương pháp điều trị thì cũng đã kéo thêm được cái tỷ lệ phần trăm sống thêm 5 năm ở những bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ. Và tùy vào cái mô bệnh học thì cái tiên lượng cũng nó cũng khác nhau. Ví dụ như là trong cái slide này có thể nhìn thấy rằng là cái tỷ lệ ở những bệnh nhân ung thư mô tuyến thì có cái tiên lượng nó tốt hơn so với là ung thư biểu mô vẩy cũng như là ung thư tế bào lớn, được tỷ lệ sống thêm 5 năm. Và vì cái những cái lý do như vậy nên là trong cái quá trình chẩn đoán cũng như điều trị đã đặt ra rất nhiều cái vấn đề cần phải giải quyết để có thể cải thiện được thời gian sống thêm của bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ, bao gồm tất cả các yếu tố từ tầm soát, từ chẩn đoán đến tiên lượng, cũng như là theo dõi đánh giá sau điều trị cũng như theo dõi tái phát. Thế thì cái giá trị của các cái xét nghiệm cận lâm sàng cũng đã là một cái bổ sung thêm trong cái phương tiện để chẩn đoán cũng như theo dõi điều trị của ung thư phổi không tế bào nhỏ. Phần thứ hai của bài trình bày là em xin trình bày một số cái đặc điểm của dấu ấn sinh học cho ung thư phổi. Thế thì
Như bài trình bày của các phiên buổi sáng, chúng ta đã nghe rất là nhiều những cái vai trò của chẩn đoán hình ảnh, vai trò của sinh thiết và giải phẫu bệnh kỹ thuật số của bác sĩ tiến sĩ Hoa thì rất là hay. Thế thì đấy là những cái tiêu chuẩn để đưa ra chẩn đoán cũng như đánh giá trước điều trị. Tuy nhiên thì có rất là nhiều cái thách thức khó khăn trong những cái phương pháp đấy. Ví dụ như là trong các giải phẫu bệnh, những cái bệnh phẩm sinh thiết nó một số trường hợp bệnh nhân không thể sinh thiết được, hay những cái bệnh phẩm nó không đủ tiêu chuẩn để thực hiện các xét nghiệm siêu phân tử. Cái thứ hai là phương pháp rất là gắn liền với ung thư, đấy là gì? Chẩn đoán hình ảnh. Thì trong chẩn đoán hình ảnh thì chỉ có cái giá trị của sàng lọc, còn đối với những một số trường hợp bệnh lý khi nó đã tiến triển rồi trên thực tế nhưng trên lâm sàng, trên chẩn đoán hình ảnh thì nó chưa biểu hiện trên tiến triển, vì do vậy là mình cái thay đổi phác đồ điều trị nó bị chậm hơn so với tiến triển thực tế. Đấy là một cái thách thức để có thể cải thiện được cái thời gian sống thêm ở những bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ. Thế thì cái vai trò của cái xét nghiệm tumor marker, tức là cái dấu ấn ung thư thì nó như thế nào? Thì em xin sơ lược lại một chút về dấu ấn ung thư. Thì dấu ấn ung thư thì bao gồm các cái protein cũng như các enzyme hay là các cái polypeptide mà sản xuất từ những cái gen sinh ung thư. Và rất là may là những cái này mình có thể phát hiện qua các xét nghiệm rất là đơn giản, như là bằng sinh hóa môn miễn dịch hay là sinh hóa miễn dịch. Và các cái dấu ấn này mình có thể thấy trong các cái dịch máu cũng như các cái dịch thể như là tế bào hoặc mô. Và đây là một cái phương pháp xét nghiệm mà không xâm lấn và có kết quả rất là nhanh. Và đây là cái đặc hiệu để có thể mình một cái định hướng để tiên lượng. Thì trong ung thư nói chung thì có rất rất nhiều cái dấu ấn, rất rất nhiều các cái dấu ấn để mà đánh giá được cái gợi ý về cái bệnh lý của ung thư. Như trong ung thư phổi thì 5 dấu ấn mà được đánh giá nhiều nhất và được sử dụng nhiều nhất thì bao gồm có CA, CYPRA211, SCC cũng như là cái ProGAP và NSE. Thì đây là 5 dấu ấn được sử dụng nhiều nhất ở trong đánh giá ung thư phổi. Thì cùng ngoài ra thì các cái dấu ấn khác cũng liên quan nữa, tuy nhiên thì em chỉ trình bày về ung thư phổi thì mình sử dụng 5 cái dấu ấn này là chính thôi ạ. Thì cái 5 dấu ấn này thì vì cái giá trị của mỗi dấu ấn khác nhau và mình có thể phân biệt được trong cái phân hai cái nhóm bệnh chính của ung thư phổi là tế bào nhỏ và không tế bào nhỏ. Thì đối với phân nhóm chính là gì? Là tế bào nhỏ, thì cái dấu giá trị của dấu ấn ProGAP cũng như là NSE thì nó có giá trị trong ung thư phổi tế bào nhỏ. Còn đối với các cái bệnh ung thư phổi không tế bào nhỏ thì cái vai trò của SCC và CYPRA211 nó có giá trị cao hơn. Và đặc biệt là gì? Đối với các cái bệnh ung thư thì việc phối hợp các cái xét nghiệm này thì nó có giá trị cao hơn so với là mình sử dụng đơn thuần các cái dấu ấn này. Vâng, đề nghị nhóm kỹ thuật ở phía dưới chúng ta phối hợp để giúp cho báo cáo viên trình bày. Thì trong cái slide này mình có thể nhìn thấy rằng đối với một cái bệnh lý là ung thư phổi không tế bào nhỏ thì cái chỉ số dấu ấn của CYPRA211 và CA cũng như SCC nó tăng cao hơn so với là bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ. Còn đối với nhóm bệnh nhân mà ung thư tế bào nhỏ thì cái giá trị của xét nghiệm NSE cũng như ProGAP tăng rất cao, tức là có cái giá trị trong chẩn đoán phân biệt hai cái bệnh này với nhau và cái giá trị như vậy. Còn tuy nhiên thì cái CA thì nó là một cái dấu ấn ung thư biểu mô nói chung, do vậy là để có cái giá trị riêng trong bệnh ung thư phổi thì nó không hoàn toàn đặc hiệu ở trong cái ung thư phổi và nó có gặp trong rất rất nhiều các bệnh khác nữa. Phần thứ ba em xin trình bày là các cái dấu ấn cụ thể, giá trị của cái dấu ấn cụ thể và trong cái chẩn đoán cũng như trong theo dõi điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ và ung thư phổi tế bào nhỏ. Thế thì trong tất cả các cái giá trị thì cái việc phát hiện tức là cái việc sàng lọc bằng cái chỉ điểm ung thư này thì nó chưa có giá trị để sàng lọc. Còn để trong cái kết hợp để chẩn đoán xác định cũng như là đánh giá cái gánh nặng ung thư và cái tiên lượng thì các cái chỉ điểm u đều có giá trị để đánh giá như vậy. Và đối với là lựa chọn các phương pháp điều trị thì cái vai trò của chất chỉ điểm ung thư tức là tumor marker nó cũng là còn khá là giới hạn. Và đặc biệt một cái ý
một cái giá trị rất rất lớn mà tất cả các bác sĩ thực hành lâm sàng đều phải biết đấy là gì, đấy là giá trị theo dõi cái đánh giá đáp ứng điều trị cũng như là theo dõi cái tái phát, là giá trị của cái tumor marker ở trong cái điều trị ung thư phổi. Thì sau đây em xin trình bày cái dấu ấn đầu tiên, đấy là CYP211. CYP211 thì là cái thường biểu hiện ở cái tế bào biểu mô, và cái này tăng thì nó có gợi ý và có giá trị trong chẩn đoán ung thư phổi không tế bào nhỏ. Thế thì một trong một nghiên cứu thì đã phát hiện ra rằng cái giá trị của xét nghiệm CYP211 có độ nhạy là 72% và độ đặc hiệu là 94% trong cái phát hiện cái ung thư phổi không tế bào nhỏ. Và cũng như trong cái phân nhóm mô bệnh học nhỏ hơn, đấy là gì? Tức là trong cái không tế bào ung thư phổi không tế bào nhỏ thì CYP211 sẽ tăng cao hơn ở nhóm bệnh nhân ung thư mô tế bào vảy. Ví dụ trong nghiên cứu này, cái giá trị trung bình của cho bệnh nhân ung thư mô tế bào vảy, giá trị của CYP211 là 49,12 nanogram trên ml. Còn đối với nhóm bệnh nhân mà không tế bào vảy thì cái giá trị mà CYP211 nó chỉ dao động là 6,8 nanogram trên ml, và sự khác biệt này rất là rõ ràng để phân biệt các cái về mô bệnh học của ung thư phổi không tế bào nhỏ. Và cái giá trị thứ hai của CYP211 đấy là gì? Trong cái vấn đề tiên lượng, thì vấn đề tiên lượng thì đối với những bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ thì CYP211 nó đã trở thành một cái dấu ấn tiên lượng độc lập, và nó có giá trị để áp dụng lâm sàng. Thì trong một số nghiên cứu đã chứng minh rằng là bệnh nhân mà những trường hợp bệnh nhân có tăng CYP211 thì có cái nguy cơ tử vong cao gấp hơn 1,28 lần so với ung thư phổi mà không có tăng CYP211. Và trong cái nghiên cứu thì cái tỷ lệ sống còn, các bạn, các thầy cô và anh chị có nhìn thấy cái bảng này, thì đối với những bệnh nhân mà có cái tỷ lệ sống còn sau 2 năm, thì đối với nhóm bệnh nhân mà có cái CYP211 là dưới ngưỡng 3,3 nanogram trên ml với cutoff là 3,3, thì cái tỷ lệ sống còn sau 2 năm nó đạt tận 60%, trong khi những bệnh nhân mà có cái xét nghiệm CYP211 mà lớn hơn 3,3 nanogram trên ml thì cái thời gian sống còn của nó, tỷ lệ sống còn sau 2 năm chỉ còn 10%, nghĩa là đối với cái mức cắt off khác nhau thì cái CYP211 nó còn giá trị tiên lượng ở những bệnh nhân này. Thế thì một phần liên quan đến tiên lượng đấy là theo dõi cái đáp ứng điều trị cái dùng kia. Thế thì liên quan đến điều trị hóa trị là phương pháp điều trị rất là kinh điển áp dụng trong ung thư phổi không tế bào nhỏ. Thì đối với những bệnh nhân mà có tăng CYP211 trong trước khi mà điều trị thì trong cái phác đồ kết hợp pemetrexed và platinum, tức là phác đồ rất là kinh điển đấy ạ. Thì cái bệnh nhân mà có điều trị bằng có cái CYP211 cao trước khi điều trị thì cái tiên lượng thời gian sống thêm nó thấp hơn, xứng đáng cả hai cái đường cong sống thêm nó tách biệt rất là rõ ở những hai nhóm bệnh nhân này. Và cũng tương tự như là các cái phương pháp điều trị khác như điều trị phẫu thuật, thì đối với những bệnh nhân mà ung thư phổi không tế bào nhỏ dạng biểu mô vảy mà có tăng CYP211 thì cái thời gian sống thêm, tỷ lệ sống thêm thì nó cũng đã nó khác nhau ở những bệnh nhân mà sử dụng điều trị phẫu thuật đơn thuần và hóa trị bổ trợ. Thì nếu những bệnh nhân mà có cái chỉ số cao thì khi mà kết hợp với hóa trị thì mang lại thời gian sống thêm, tỷ lệ sống thêm cao hơn trong so với nhóm bệnh nhân mà không có tăng CYP211. Vâng, thì đây là một cái cũng một tương tự như vậy. Thì đối với những bệnh nhân theo dõi trong cái quá trình điều trị thì ngoài cái việc là mình cái giá trị CYP211 tại thời điểm chẩn đoán, tức là thời điểm khởi trị nó như thế nào, thì trong cái quá trình theo dõi điều trị, nếu như những bệnh nhân mà có đáp ứng với cái điều trị, tức là cái giảm cái nồng độ CYP211 thì cái thời gian sống thêm cũng cao hơn ở những bệnh nhân mà mình không có cái đáp ứng, không có đáp ứng bằng CYP211, tức là không có giảm nồng độ CYP211 thì cái thời gian sống thêm nó thấp hơn ở những bệnh nhân mà có giảm cái nồng độ sau khi điều trị khoảng 2 đến 3 chu kỳ hóa trị. Thì đây là một cái yếu tố để mà mình có cái giá trị để mình theo dõi cho quá trình điều trị, mình tiên lượng rằng liệu rằng trước khi mà đạt được đáp ứng trên các chẩn đoán hình ảnh thì cái xét nghiệm cận lâm sàng này nó gợi ý rằng đối với bệnh nhân này nó có đáp ứng hay không, thì mình sẽ có cái dự báo trước để mình có thể theo dõi sớm hơn và phát hiện được, để mình có thay đổi phác đồ sớm ở những bệnh nhân này. Nhóm bệnh nhân mà được điều trị bệnh cái phác đồ điều trị kinh điển khác đấy là cái TKI thì cũng tương tự như vậy. Thì đối những bệnh nhân mà có cái nồng độ CYP211 mà thấp trước điều trị thì cái tiên lượng thời gian sống thêm nó cao hơn so với là những bệnh nhân mà có nồng độ CYP211 cao, kể cả các cái phương pháp điều trị bằng TKI như là erlotinib hay là gefitinib.
Cái dấu ấn sinh học thứ hai mà em xin trình bày đấy là SCC, thì SCC thì có thể chẩn đoán phân biệt các cái ung thư phổi không tế bào nhỏ, cũng tương tự như CYP2B1, thì cái SCC này sẽ tăng nhiều ở trong bệnh nhân ung thư biểu mô vẩy, và ung thư biểu mô tuyến thì nó tăng thấp hơn, tỷ lệ phát hiện nó sẽ tăng thấp hơn trong ung thư biểu mô tuyến. Và cái giá trị của SCC cũng được sử dụng để trong cái định hướng chẩn đoán trong ung thư biểu mô vẩy của phổi. Và ngoài ra thì SCC nó cũng tăng rất là nhiều ở trong các bệnh lý khác như là ung thư cổ tử cung, ung thư đầu cổ, cũng có giá trị để trong cái chẩn đoán khác như vậy. Thì đây là một cái lược đồ để mình có thể nhìn thấy rằng cái SCC là một cái dấu ấn rất là hữu ích để trong cái phân nhóm, trong cái chẩn đoán phân biệt các cái phân nhóm của ung thư biểu mô vẩy so với ung thư mô tuyến, ung thư mô tuyến lớn. Như cái biểu đồ này cũng nhìn thấy tất cả cái nồng độ SCC tăng cao hơn so với những bệnh nhân ung thư mô vẩy. Và đối với nhóm bệnh nhân này thì các xét nghiệm biểu mô tuyến hay biểu mô tế bào lớn thì cái nồng độ SCC nó rất là thấp, thì cái vai trò, cái giá trị của SCC đấy là mình có thể chẩn đoán phân biệt được cái loại mô típ mô học về cơ bản như vậy. Nhưng mà tuy nhiên thì cái SCC này nó sẽ không thể thay thế hoàn toàn được cái giá trị trên cái sinh thiết, mà chắc là bác sĩ Trương sẽ trình bày kỹ hơn về cái phần này cho các thầy cô và các anh chị. Một cái giá trị mà cũng đã được đưa vào cái guideline hướng dẫn chẩn đoán của Bộ Y tế đấy là gì? Cái SCC nó có giá trị để mình theo dõi đánh giá cái tái phát. Thì đối với những một cái nghiên cứu lâm sàng mình đánh giá, thì đối với những bệnh nhân mà có cái giá trị bệnh nhân ra theo dõi trong cái quá trình sau phẫu thuật đấy mà không có tái phát, thì cái nồng độ của cái xét nghiệm SCC này nó rất là ổn định trong thời gian. Còn đối với những bệnh nhân mà nó có tình trạng tái phát sau phẫu thuật thì cái nồng độ SCC nó tăng dần theo thời gian. Vì vậy là SCC nó có cái ý nghĩa trong cái chẩn đoán tái phát sau điều trị, đặc biệt là sau mổ. Cái dấu ấn sinh học thứ ba mà em xin trình bày đấy là xét nghiệm ProGRP. Thì vừa rồi là hai cái dấu ấn sinh học rất có giá trị trong ung thư phổi không tế bào nhỏ. Thì ProGRP nó là một cái dấu ấn sinh học rất có giá trị để chẩn đoán trong ung thư phổi tế bào nhỏ. Và với độ nhạy và độ đặc hiệu rất là cao, với độ nhạy là 86.4%, một cái xét nghiệm sinh học tumor marker mà có độ nhạy rất là cao và độ đặc hiệu cũng tương tự như vậy. Thì ProGRP thì nó có vai trò trong chẩn đoán phân biệt với ung thư phổi không tế bào nhỏ và một số cái loại khác, ví dụ trong cái giá trị cắt off khác nhau như là 6 với 100 ml, thì cái nó khác hoàn toàn so với lại là các cái chỉ điểm khác, các bệnh lý khác như là không tế bào nhỏ hoặc là biểu mô tuyến hoặc là loại khác. Thì các bạn thì các thầy cô và anh chị có nhìn thấy cái nồng độ ProGRP nó tăng cao rất là nhiều ở những bệnh nhân ung thư tế bào nhỏ so với các bệnh lý khác. Và cũng tương tự như là CYP2B1 thì ProGRP nó là một cái xét nghiệm mà có giá trị để hỗ trợ tiên lượng cũng như đánh giá cái giai đoạn bệnh về sơ lược. Thế thì ProGRP trong bệnh nhân mà ung thư phổi tế bào nhỏ mà giai đoạn lan tràn thì có giá trị rất là cao. Trong cái nghiên cứu của Kavalen thì cái trung vị cái giá trị ProGRP ở nhóm bệnh nhân giai đoạn lan tràn là 919, còn trong cái nhóm bệnh nhân giai đoạn khu trú nó chỉ là 32 thôi. Thì cái này mình có thể thấy rằng là cái ProGRP với giai đoạn lan tràn thì nó tăng lên rất là cao, và nó cũng là một cái yếu tố để mình đánh giá được rằng là gợi ý trong cái quá trình chẩn đoán giai đoạn. Thì vì như vậy, đối với một số trường hợp mà mình chẩn đoán nhạy mình không thể phát hiện được lại giai đoạn lan tràn, tuy nhiên thì cái xét nghiệm ProGRP nó tăng rất cao, thì lấy này mình sẽ phải tìm các cái phương pháp khác để rằng chẩn đoán rằng liệu rằng có đúng là giai đoạn đã chuyển sang giai đoạn lan tràn hay chưa. Thì với cái ProGRP là rất có giá trị trong cái hỗ trợ cái tiên lượng cũng như xếp cái giai đoạn bệnh. Và đặc biệt cũng tương tự như thế thì với ProGRP thì nó có giá trị trong đánh giá đáp ứng. Thì trong cái nghiên cứu thống kê thì đối với giá trị của ProGRP trong các cái phân nhóm bệnh mà có đáp ứng hay là giai đoạn đánh giá bệnh ổn định hoặc bệnh tiến triển thì cái giá trị ProGRP nó cũng tăng lên. Ví dụ trong nhóm bệnh nhân có đáp ứng thì giá trị ProGRP là 105, còn trong nhóm bệnh nhân tiến triển thì cái giá trị ProGRP nó đã tăng lên rất là cao. Vì vậy là cái giá trị ProGRP này nó có thể hỗ trợ để mình đánh giá cái tiên lượng đáp ứng với điều trị hóa chất ở những bệnh nhân điều trị. Ngoài ra thì đối với ProGRP thì nó còn ngoài đánh giá đáp ứng điều trị của hóa trị thì một số trường hợp mình sẽ đánh giá được cái hiệu quả của xạ trị nữa. Vì thực ra thì ung thư phổi tế bào nhỏ thì một bệnh lý rất là xấu, do vậy là những cái bệnh nhân ví dụ kháng sau điều trị hóa trị
chuyển sang điều trị xạ trị thì cái giá trị fluoroscopy nó cũng có giá trị để mình đánh giá cái đáp ứng của xạ trị. Thì với những bệnh nhân mà đáp ứng với xạ trị thì cái giá trị của xét nghiệm fluoroscopy đã giảm đi rất là nhiều sau khi mà điều trị xạ trị. Còn trong cái thời điểm điều trị hóa trị bệnh không đáp ứng thì giá trị fluoroscopy nó vẫn tiếp tục tăng. Cái dấu ấn tiếp theo mà em xin nhìn mình đó là NFE, thì cũng tương tự như là fluoroscopy là một cái dấu ấn có thể hỗ trợ tiên lượng trong ung thư phổi tế bào nhỏ. Tuy nhiên thì cái giá trị của NFE thì nó cũng không được nhiều bằng fluoroscopy. Và tương tự như fluoroscopy thì đối với những bệnh nhân mà giai đoạn lan tràn thì có cái giá trị xét nghiệm NFE tăng cao hơn so với giai đoạn khu trú, và cái sự khác biệt này là có ý nghĩa thống kê. Và trong cái thống kê thời gian sống thêm thì ở nhóm bệnh nhân mà có cái nồng độ NFE cao thì cái thời gian sống thêm nó cũng thấp hơn ở những bệnh nhân mà có nồng độ NFE thấp trước khi điều trị. Và cũng tương tự như các cái marker khác thì cái giá trị của NFE thì sau khi mà đánh giá với những trường hợp bệnh nhân đáp ứng với điều trị thì cũng có cái giá trị nó thấp hơn so với những bệnh nhân mà có cái bệnh tiến triển thì cái giá trị NFE nó cao hơn tại thời điểm chẩn đoán. Vì đây cũng là một cái yếu tố để mình đánh giá cái tiên lượng đáp ứng với hóa trị ở những bệnh nhân ung thư phổi tế bào nhỏ. Và trong cái theo dõi điều trị thì như các thầy cô và các anh chị đã biết thì trong ung thư phổi thì không tế bào nhỏ khi mà điều trị thì nó có một cái dạng bệnh tiến triển và chuyển dạng mô học. Thì thông thường cho một cái phân nhóm bệnh nhân mà ung thư biểu mô không tế bào nhỏ mà chuyển dạng mô học sang ung thư biểu mô tế bào nhỏ thì cái vấn đề đấy nó sẽ thay đổi cái phác đồ điều trị và cái tiên lượng điều trị. Vì vậy là trong cái xét nghiệm mà theo dõi thì cái fluoroscopy cũng như NFE các thầy cô có thể thấy trong cái biểu đồ này, đối với bệnh nhân mà nó tiến triển sau khi điều trị bằng TKI thì cái xét nghiệm này, cái nồng độ fluoroscopy cũng như là nấy đã tăng cao lên, thì khi sau khi sinh tiết lại các cái tổn thương thì nó đã chuyển dạng sang ung thư phổi tế bào nhỏ. Thì đây là cả hai cái marker mà có giá trị để mình theo dõi rằng liệu rằng những bệnh nhân đã điều trị bằng các phác đồ khác thì liệu rằng nó có đã tiến triển và chuyển dạng sang tế bào nhỏ hay không. Thì đây là một cái vai trò rất là hay của fluoroscopy và NFE trong cái chẩn đoán chuyển dạng tế bào. Và đấy là đơn thuần khi sử dụng các cái marker riêng biệt thì cái giá trị của từng marker riêng và có cái giá trị khác như vậy. Thì khi có một số nghiên cứu họ tổng hợp lại khi sử dụng chung các cái marker này thì cái hiệu quả, tức là cái giá trị nó tốt hơn. Ví dụ như là kết hợp 6 dấu ấn với nhau thì cái độ nhạy và độ đặc hiệu tăng lên trong cái chẩn đoán này. Và cũng phân biệt rõ hơn là trong ung thư phổi tế bào nhỏ thì người ta sẽ kết hợp hai cái dấu ấn chính là fluoroscopy và NFE, còn trong ung thư phổi không tế bào nhỏ thì họ sẽ kết hợp ba dấu ấn chính là CYP211, SCC và CA. Và trong cái chỉ định được cái tài liệu chuyên môn được Bộ Y tế cấp phép về hướng dẫn chẩn đoán về điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ thì cái xét nghiệm chỉ điểm ung thư là SCC-CA CYP211 và fluoroscopy NFE, cái này đã được chỉ định trong cái guideline hướng dẫn của Bộ Y tế trong chẩn đoán và điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ. Thì qua bài trình bày em sẽ rút ra một số kết luận, đấy là các cái dấu ấn sinh học CYP211, CAA, SCC, fluoroscopy hay NFE thì hữu ích ở trong cái quản lý bệnh nhân ung thư phổi từ các cái phương pháp chẩn đoán cũng như tiên lượng đánh giá đáp ứng điều trị, và cũng một phần là lựa chọn định hướng cái lựa chọn các phương pháp điều trị. Và sự kết hợp các cái dấu ấn riêng lẻ này thì nó đã có giá trị rồi, và khi kết hợp chung các cái dấu ấn này với nhau thì nó sẽ tăng cái giá trị trong cái chẩn đoán cũng như là định hướng và theo dõi điều trị ung thư phổi. Và sau đây xin hết bài trình bày, trân trọng cảm ơn sự lắng nghe của quý thầy cô và các anh chị. Vâng, xin trân trọng cảm ơn sự trình bày của bác sĩ Trương Khoa Lê Việt Nam.